Cháu làm đúng rồi. Cháu học toán cũng tốt đấy nhỉ? Cháu học tốt mấy môn tự nhiên hơn là mấy môn xã hội ạ. Thế có muốn học nữa không? Bà giao cho mấy đề nâng cao nhá. Dạ vâng ạ. À mà bà ơi. Bà cho cháu mượn điện thoại được không ạ? Cháu gọi cho ai? Gọi cho mẹ à? Dạ vâng ạ. Ờ đây. Cháu cảm ơn bà. Alo, ai đấy? Con chào bố ạ. An đấy hả con? Con đang ở đâu? Mấy hôm nay bố tìm con mãi. Dạ. Mấy ngày nay bố có khỏe không ạ? Con bỏ đi thì bố khỏe làm sao được. Nói cho bố biết đi. Con đang ở đâu để bố đến bố đón con về? Nhưng mà bố không được uống rượu đâu đấy. Ừ. Bố không uống nữa. Bố tỉnh táo. Bố. Bố nhớ hai mẹ con. Nói cho bố biết đi. Con ở đâu? Để bố đến bố đón hai mẹ con về. Dạ thôi con chào bố, con tắt máy đây ạ. À, An. An. Bác ơi, cho tôi hỏi, bác là bố bạn An đúng không ạ? Cháu là ai? Cháu là bạn của bạn An ạ. Tại sao bạn An lại chuyển lại Hà Nội học ạ? Bạn ấy đi gấp quá, bọn cháu không biết gì luôn ạ. Ai nói với cháu là An lên Hà Nội học? Thế không phải à bác? Cô giáo chủ nhiệm lớp cháu hay bảo là bạn An đã chuyển lại Hà Nội học rồi ạ.